đánh cái trường lên thế? Qua rủ em Hiên sang đội mình đi. Để đi cả quả răng trắng thế. Chị ấy đi với ai liên quan gì đến tao? Trông mặt kìa, trông trông. Được rồi, để tao xem là có không liên quan được đến cuối trận không nhá. Trai phải đi nhanh hơn một chút thì mới kịp xem trận chung kết đó. Không sao. Với con mắt tinh tường của em thì kiểu gì cũng tìm ra được người có hiệu ứng truyền thông thôi mà. Em không dám chủ quan thế đâu. Dù sao mình chọn gương mặt đại diện, phải theo dõi cả quá trình nỗ lực của vận động viên, từ lúc tập luyện cho đến khi thi đấu, đo được mức độ thiện cảm và sự hâm mộ của khán giả dành cho vận động viên tại thời điểm này. Và quan trọng nhất là người đó không vướng scandal. Vậy chắc em cũng đã chuẩn bị cho mình một vài phương án rồi đúng không? Em đồng tình với quan điểm chọn gương mặt của anh. Một gương mặt khí chất, nhiều năng lượng và truyền cảm hứng. Nên em có nghiên cứu hồ sơ và lộ trình sự nghiệp của vài vận động viên. Và em để ý đến đâu? Vì sao? Trong khi Đông không phải là gương mặt mới, ngoại hình cũng như thành tích thi đấu cũng không có gì nổi trội cả. Có những người sinh ra đã có năng khiếu ở một lĩnh vực nào đó, mọi thứ đến với họ thật dễ dàng. Nhưng có những người khác khó khăn hơn, nhưng sau mỗi lần vấp ngã họ vẫn tiếp tục đứng dậy. Đó là những người bản lĩnh, ý chí và kiên trì đến cùng. Và điều đó sẽ truyền cảm hứng cho tất cả mọi người có quyền hy vọng và nỗ lực và sự thay đổi bản thân trong tương lai. Người bình thường nào cũng có thể trở thành người phi thường. Trường lên thế, qua rủ em Hiên sang đội mình đi, để đi cả quả răng trắng thế. Chị ấy đi với ai liên quan gì đến tao? Trông mặt kìa, trông trông. Được rồi, để tao xem là có không liên quan được đến cuối trận không nhá. Bố làm nhờ? Hả? Này, Dũ ơi, hay là em quan hệ các sếp, mời các sếp qua đây, mình nghe tập trung cho nó sung. Bây giờ đâu phải giờ làm, việc gì em mình định hot hay là bớ đỡ ai? Mà sao hai anh đi cổ vũ chị Đông mà cứ quan tâm người khác thế? Chắc mày không quan tâm là anh sếp á. Chắc chắn là anh đến đây vì cái Đông đấy. Mày ngậm mồm vào đi. Ngậm thì làm sao cổ vũ được? Ừ, thôi thôi thôi. Em nó sắp thi đấu tiếp rồi, tập trung vào. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Đông ơi, Đông, bình tĩnh thôi nhá. Sao chị lại đi cùng sếp Vinh thế? Vì công việc thôi, cậu đừng bận tâm. Tập trung cổ vũ cho em Đông đi. Bố ơi, bố uống ít nước, lấy sức cổ vũ tiếp cho em Đông. Đừng ơi, tao hồi hộp quá, tao có linh cảm là em Đông sẽ vô địch. Đông. Em cũng tin là chị Đông sẽ chiến thắng. Yeah. Chị nghĩ Đông có khả năng đạt huy chương không? K
kết quả sẽ xứng đáng với nỗ lực em ấy bỏ ra. Tôi nghĩ vậy. Em ơi, Lâm, cứ bình tĩnh tôi nhá. Chị qua bên này cổ vũ đi. Ngồi với anh ta chẳng chết. Này, ngồi sang kia, ngồi với đồng bọn cổ vũ cho vui thì cứ tự nhiên nhé. Khi làm việc em chỉ cần hiệu quả, không cần vui buồn. Giờ thì anh tin, em rạch ròi được giữa tình cảm và công việc.